Sưu tầm bò à? Xem Con nó này là là con gì nhỉ? Lạ nhỉ? em không biết nó cần gì nhưng em quay cho một tí hỏi bạn nó. Con này bây giờ chị mới nhìn thấy đấy. Vâng, em bây giờ nhìn thấy Giống con bò thôi, giống bò xích nhưng mà nó không phải. nó là bộ chi phút thôi, bộ chi phút thôi, không biết con này. Thank you.